Tuy Hiếu Dâu đã bỏ mạng trong một lần đi săn voi, nhưng khẩu súng săn của hắn vẫn được truyền tay nhiều thợ săn giết hại thêm voi và thú rừng. Theo thông tin khai thác, Đại úy Võ Trọng Hải biết được khẩu súng ấy đang được ông Quý ở xã Sơn Hồng cất giữ. Đại úy Hải đã nhiều lần lưu lại nhà ông Quý trong các chuyến công tác nhưng chưa hề nghe ông Quý kể về chuyện khẩu súng. Anh quyết định về nhà ông Quý để điều tra, thuyết phục ông giao lại khẩu súng nhưng ông quý nhất quyết chối cãi bằng sự khéo léo của mình đại úy hải đã khiến ông quý tự động giao nộp lại khẩu súng không những vậy ông quý còn giúp đại úy hải thực hiện nhiệm vụ thuyết phục những hộ dân đang cất giữ súng giao nộp lại cho chính quyền câu chuyện tiếp diễn ra sao mời các bạn dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết đối mặt sói trắng của nhà văn phan thế cải Hải lựa lời cho ông quý định thần lại. Tôi nói cho bác rõ hơn, chiều nay tôi đưa bác lên có hai nội dung. Thứ nhất, phải thông báo trước cho họ, để họ còn mời các thành phần khác nữa. Bởi khi bác giao khẩu súng ấy cho chính quyền địa phương, đưa cho cảnh sát điều tra bổ sung hồ sơ vụ án bán voi rừng, phải có chứng kiến ba mặt một lời. Phải có bác ký vào, công an xã và chủ tịch xã ký vào, công an huyện ký vào, sau đó mới đưa súng vào lưu kho. Thứ hai, nhân chuyện bác là người đầu tiên tự nguyện nộp súng, tôi sẽ bàn với ông Đoàn Ngọc Anh, chủ tịch xã, mở chiến dịch thu hồi vũ khí trong dân. Tôi mời bác làm thành viên trong ban vận động. Tôi từ trước tới nay nói năng kém, sợ khó thuyết phục họ lắm. Bác đừng sợ gì cả. Ở đây chính quyền có bắt bác diễn thuyết giữa đám đông đâu. Điều cốt yếu mà tôi tin bác làm được vì bác người quen trong xóm thành thử ngồi uống nước chè chát và trao đổi thân tình với họ được bác chỉ kể những việc rất thật từ mình và lý giải cho họ hiểu vì sao bác nộp súng thôi thế thì tôi xin tham gia chiều thứ tư ngày hôm ấy hải cùng bác quý tới trụ sở ủy ban nhân dân xã sơn hồng khi Hải vừa bước đến phòng làm việc của Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh, chợt nghe tiếng trưởng công an xã cùng ông Chủ tịch xã đang tập trung truy tội một nhóm thanh niên đốn trộm hai cây rổi lớn ở trong rừng. Sự việc đang căng thẳng nên Hải và bác Quý không dám gõ cửa. Kiên nhẫn, bám trụ hành lang suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Mãi tới gần năm giờ chiều, buổi làm việc nóng của ông Anh mới kết thúc chủ tịch xã đoàn ngọc anh đẩy mạnh cánh cửa sắp xếp toàn bộ sổ sách trên bàn định về nhà nghỉ vì đã quá mệt mỏi lại rất ngạc nhiên tới đại úy võ trọng hải cùng với ông quý đang ở ngoài hiên chờ đợi mình từ lâu tại sao chú đến đây lại không lên tiếng gọi anh hải cười gọi sao được việc nào ra việc nấy chẳng nhẽ anh đang giải quyết công việc cho người khác mà em lại gõ cửa ư ừ rồi việc nọ chưa xong em lại sấn vào nữa thì thật là vô lối rồi hải nói với lý do hôm nay đưa ông quý tới đây báo cáo sơ bộ việc ông quý tự nguyện nộp lại khẩu súng cho nhà chức trách xin chủ tịch xã xếp lịch để ngày mai có cả công an huyện ông quý sẽ chính thức bàn giao khẩu súng săn của ông chủ tịch xã đoàn ngọc anh suýt xoa lần đầu tiên tôi thấy một công dân tự giác nộp súng đó chứ xưa này tới giờ có ai nộp súng đâu. Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh thổ lộ thành thật với đại úy Võ Trọng Hải rằng, xã Sơn Hồng hiện nay đang còn nhiều súng ẩn giấu giải rác trong dân lắm. Chúng tôi đang lực bất tổng tâm, chưa biết làm sao để dân tự giác nộp. Hải bảo, thế ta làm luôn, còn chân chờ gì? Các anh phối hợp với chúng tôi phát động nhân dân cung cấp thêm thông tin. Ai gương mẫu nổ vũ khí và chất nổ được khen thưởng, ai cố tình cất giấu phát hiện được sẽ xử phạt theo luật pháp hiện hành tôi nói vậy nếu các anh đồng ý trong tháng tới ta sẽ mở chiến dịch đầu tiên ban chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh tăng cường thêm lực lượng cho địa phương về phía xã sơn hồng thành lập ngay một ban vận động thu hồi vũ khí và chất nổ nhân đây tôi xin giới thiệu bác quý làm thành viên trong ban này tôi không biết chủ tịch xã có đồng ý không chủ tịch xã đoàn ngọc anh hứng khởi tôi không những đồng ý mà tin rằng cán bộ và nhân dân đều đồng ý tôi cũng hiểu vấn đề đang tiềm ẩn súng trong dân nguy hiểm lắm nếu dân cứ sử dụng súng và chất nổ bừa bãi không phép tắc thì xã hội đến loạn mất tôi đã từng chứng kiến có kẻ ném mìn mất hẳn cả hai cánh tay mang nỗi đau suốt đời bây giờ sự chơi ngông của lớp trẻ đang diễn biến phức tạp nhưng vụ thanh niên làng này xã nọ nghiện ma túy dùng súng đoạt mạng lại còn khủng khiếp hơn Kể từ khi ông Quý tự giác đem nộp vũ khí cho chính quyền địa phương xã Sơn Hồng, ông phấn chấn hẳn lên. Khi được cô phát thanh viên truyền thanh xã nhà đọc bài viết biểu dương ông trong mục Người tốt việc tốt, 20 ngày sau, chỉ thị về thu hồi vũ khí và chất nổ của Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn ban hành, Sơn Hồng được chọn làm xã thí điểm. Ông Quý được gia nhập thành viên trong ban vận động. Hai ngày đầu, một mình ông đã thuyết phục được bốn người trong xã nộp ba khẩu súng, bảy quả lựu đạn đài phát thanh truyền hình huyện hương sơn kịp thời phát sóng biểu dương hành động của ông hàng xóm xôn xao có người khen có kẻ chê ông quá hợm mình mặc kệ ai nói gì thì nói việc mình đã hứa với tập thể mình phải làm bằng được chiến dịch càng dâng cao mâu thuẫn của nhóm chống đối càng gay gắt bởi họ nghĩ đơn giản sống cận kề với rừng nguyên sinh nguyên thủy mà không biết sử dụng súng đi săn chim thú là dại thịt thú rừng ngon nhắm với rượu lại càng có cơ hội giao lưu vui vẻ bạn bè, hay săn được vài ba con lợn rừng, đưa ra chợ bán, cũng đủ tiền tiêu. Tư tưởng thủ cựu ấy đã ăn sâu vào máu, khiến một phó thường dân coi trời bằng vung. Khi đài truyền thanh xã Sơn Hồng ngày nhắc đi nhắc lại, danh sách những người tàng trữ vũ khí và chất nổ, nhưng chưa tự giác lên nộp lại cho cơ quan chức năng, khiến những phần từ này vừa sợ, vừa tức tối, ra sức tìm cách đối phó với chính quyền địa phương một số đối tượng tìm cách đào hầm giấu tại vườn nhà số khác thì đưa xuống vào giường cất giấu bỗng dưng xung quanh ba nhân vật chủ tịch xã công an xã và ông quý không có ngày nào không có những hung tin lăng mạ và hù dọa nguy hại hơn nhà chủ tịch xã bị bọn chúng ném vỡ ngói nhà trưởng công an xã chúng ném xác chuột chết vào sân nhà ông quý bốn cây xoan đâu đang lên mơn mởn bị chúng đốn gục một buổi tối ông quý lại lọ mọ xuống nhà lão bính xóm hai để thuyết phục lão lên trình diện với chính quyền nộp khẩu súng ckc mà lão bính vẫn thường dùng đi săn thú nhưng đến nhà hỏi bà vợ thì lão đã chuồn đi đâu mất thằng ướt con trai đầu của lão mặt đỏ lừ như mắt cá chạch thách thức mày đang đi làm thuê cho thằng anh để bắt bố tao nộp súng phải không tao xin nhắc lại đừng hòng sờ tới chim bố ông nha ông quý nóng mặt cháu ăn nói cẩn thận bác đây bằng tuổi cha cháu mà cháu xưng hô thế à bác làm vì trách nhiệm tập thể chứ không làm thuê cho ai cháu được thầy cô và cha mẹ giáo dục đạo đức lại hỗn với người lớn thế à hỗn này hỗn này thằng ước vừa hét to vừa giật chiếc cọc chóng rèm phang ông quý tới tấp ông quý ngã sóng xoài ra giữa sân lão bính ngất xỉu lúc này tình cờ một chị hàng xóm tới vườn lão bính xin nắm lá tía tô về nấu canh đậu thấy thế vội la lối rồi công an xã tới thằng ước còn định cầm cả viên gạch vỡ ném vào đầu anh công an xã thấy tình thế như vậy ông trưởng thôn sợ quá chạy đi tìm đại úy võ trọng hải nhờ giải vây đại úy võ trọng hải nhảy phóc lên xe máy phân khối lớn rú ga chạy nhanh như tia chớp tới hiện trường ông quý được hai chiến sĩ biên phòng dìu tới trạm xá làng kiểm tra vết thương cũng may cho ông, vết thương chỉ dì máu ở phần mềm nên nhanh chóng bình phục. Thằng ước được đưa về trụ sở xã tạm giam hai ngày. Bước sang buổi sáng thứ ba, khi thấy sự ngoan cố của thằng ước đã bắt đầu hạ nhiệt, hai bên hỏi. Cha chú giấu súng ở đâu, chú biết không? Dạ thưa anh, đang giấu trong cây rơm cạnh trùng trâu ạ. À. Cha chú mấy ngày nay đi đâu? Nói thật, anh chỉ sợ mất súng nên cha đi ngủ ngoài tròi ruộng ngô. Thế nếu chú về thuyết phục được cha đưa súng lên trụ sở xã giao nộp, cơ quan chức năng sẽ tha bổng cho hai tội. Tội đánh người đang hy hành công vụ, tội tàng trữ vũ khí và chất nổ. Hai tội này ít nhất chú cũng phải ngồi tù bảy năm. Thằng ước nghe vậy miếu máu. Xin anh cho em về, cha em sẽ lên nộp súng ngay bây giờ. Hải lại giao cậu lính trẻ, dẫn thằng ước về nhà hắn. Một tiếng đồng hồ sau cả lão bính và thằng ước đến trình diện lão đưa khẩu súng CKC cùng với bao đạn 30 viên giao lại cho đồng chí trưởng công an xã làm thủ tục xác nhận. Lão Bính vẫn nơm nớp sợ nên luống cuống như gà, giẫm phải mét mít. Lão Bính hết lời xin lỗi đại úy Võ Trọng Hải, đến xin lỗi chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh. Lão Bính lập bập, tôi thật dại. Nếu đưa súng đi nộp sớm thì thằng ước con tôi đâu đến nỗi lên cơn điên, đánh hàng xóm như thế. Tôi mong các chú tha cho vì hắn còn trẻ người non dạ. Có lẽ chỉ cần vài tuần lễ nữa, chiến dịch thu hồi vũ khí và chất nổ ở xã Sơn Hồng sẽ kết thúc và thắng lợi rực rỡ. Bộ đội đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo đã chuẩn bị gần 2 tấn gạo Tết, một phần dành tặng quà tặng những người dân đã tự giác nộp lại vũ khí, phần khác đi thăm hỏi, động viên những gia đình nghèo chính quyền xã Sơn Hồng lên kế hoạch tổng kết năm, dự kiến mổ một con lợn cỏ khoảng 3 yến để liên hoan chào năm mới, khao đội lính cơ động biên phòng được đồn cử xuống, đã tận tình giúp dân khắc phục đường xá sau lũ lụt. Đùng một cái, lại xảy ra vụ án mạng ngay trên sân cỏ xóm Đông Hồng. Thủ phạm là một thanh niên trẻ, nạn nhân cũng là một thanh niên trẻ. Tang vật giết người là một khẩu súng săn còn sót lại do tổ an ninh trật tự trong thôn không phát hiện ra, và gia chủ được dịp thu giấu kín trong nhà. Điều khiến mọi người ngạc nhiên bởi thủ phạm xuất thân trong một gia đình bố mẹ nông dân đều thuộc hạng hiền như đất, thật như đếm. Bản thân Ninh là con trai thứ ba trong gia đình, mới 21 tuổi. Ninh, ngoài sự kế thừa tính đôn hậu của cha mình, còn được người trong xóm thương yêu quý trọng vì Ninh sống chan hòa với mọi người. Mới 21 tuổi, Ninh ăn không biết no làm không biết mệt, vốn khéo tay, lại nhanh nhẹn hoạt bát, nên mọi chuyện của người trong xóm lúc tắt lửa tối đèn, lúc ma chay cưới hỏi đều thấy sự hiện diện của Nghinh. Bác Tám, một hôm con trâu ăn trong rừng bị lạc, nhờ Nghinh vào rừng tìm tới ba ngày. Đến ngày thứ ba, Nghinh đã dắt trâu về tận chuồng cho bác. Xóm Đông Hồng, đường dây điện ngày mới kéo về cho bà con vùng núi này, khổ trao ôi là khổ. Điện truyền tải cho các bà con sinh hoạt vùng núi này lúc tối lúc sáng đã thấy nhiều lúc điện lại bị chập lửa trên dây điện phát ra sáng lòe mùi vỏ bọc dây đồng bị cháy bay ra khét lẹt cả làng mỗi khi mất điện tối om như hũ nút lúc ấy rất nhiều người khao khát ánh sáng nhưng chẳng ai dám đến thăm cột đường dây điện bị chập chỉ có nghinh là người thanh niên dũng cảm nhất nghinh bác thang tre đưa dụng cụ đồ nghề mò mẫm nối lại hoàn chỉnh từng đoạn dây bị đứt Tuy rằng Nghinh không phải thợ điện, nhưng Nghinh vốn tính thích mày mò, lại có máu đam mê về kỹ thuật, nên Nghinh đã tranh thủ học mót được chút ít kỹ năng. Đó là thời điểm có hai chú thợ điện về xây dựng trạm biến thế tại xã xin lưu trú trong nhà. Nghinh được dịp quan sát họ làm và nghe họ chỉ dẫn. Lần giờ những trang đời của kẻ phạm tội, mới hay, Nghinh đã làm được điều nhân nghĩa sâu sắc cao cả. Hai lần cứu người, Nghinh ít kể cho bạn bè nghe, nhưng tình tiết sự việc vẫn neo mãi trong lòng Ninh Lần thứ nhất, Ninh vào rừng chặt nứa. Khi Ninh vừa chặt được khoảng 10 cây nứa, bỗng nghe tiếng la hét bên kia bờ khe. Ninh quay lại nhìn, phát hiện ra bà Trường, người cùng xóm mình đang bị đàn ong vỏ vẽ đốt. Ninh nhanh chân lao tới, đưa bà Trường ra khỏi tổ ong. Bà Trường bị ong vỏ vẽ đốt tới 10 mũi. Ninh cũng bị vỏ vẽ tiêm hai mũi ở má. Nhưng anh vẫn cố ghìm sự đau điếng, làm công tác sơ cứu nạn nhân trước lúc vào bệnh viện cú ăn vỏ vẽ tấn công sáng hôm đó nhờ được ninh giải cứu nên bà trường thoát nạn lại một lần khác cả hai mẹ con bà trinh đi ra bến sông ngàn phố tắm giặt thằng mộng con bà trinh còn bé loát choát mới ti toe tập bơi bữa đó được mẹ đưa đi tắm sông cô cậu sướng đến rơn người bà trinh chủ quan cứ tưởng rằng con mình đã bơi thạo nên mẹ cứ lúi húi giặt chiếu chăn quần áo còn thằng mộng được dịp thỏa sức ngụp lặn Ai ngờ, một lúc sau thì không thấy con đâu. Bà Trinh mới hoảng hốt la làng la xóm. Thật may mắn cho số phận thằng Mộng. Hôm đó, Nghinh lại vừa mới đi cày về. Nhà Nghinh lại ở sát bờ sông. Nghinh đang ngồi ăn sắn, vội vứt ngay củ sắn vào rổ, không kịp sỏ chân vào dép. Nghinh chạy như bay ra bờ sông. Thằng bé đã bị dòng nước xiết cuốn trôi đi khoảng vài chục mét. Lúc Nghinh đưa Mộng lên bờ thì bụng hắn đã trướng to lên vì uống quá nhiều nước. Ninh đã biết được thủ thuật cứu người chết đuối, do vậy Ninh cấm kỵ bà Trinh không được lại gần con. Một mình Ninh làm động tác hô hấp, xoa bóp cho nạn nhân. Thằng bé gần một tiếng đồng hồ sau, tỉnh hẳn. Chiều hôm ấy cô cậu đã bưng cơm ăn ngon lành. Cả gia đình bà Trinh mừng khôn xiết, đội ơn Ninh đến trọn đời. Chỉ cần phát thảo những nét chấm phá đậm nhất trong cuộc đời mình, người ta hiểu rõ Ninh là một người nhân hậu thế nào rồi, sức khỏe như thế nào rồi. Thế nhưng tai họa thật chớ trêu chàng thanh niên trai trẻ ấy chưa một lần hò hẹn với thiếu nữ nào dưới trang quê bến nước lại dính vào vòng lao lý nghinh phải lĩnh tới cái án mười lăm năm tù giam vì hành vi cầm súng bắn người tử vong ngày nghinh vào tù cả xóm khóc người cả xóm ùa ra tiễn đưa riêng bà trinh người được nghinh cứu con mình thoát chết đuối khi chiếc xe ô tô chở phạm nhân về trại bà đã ôm lấy nghinh mếu máo nếu lúc này tòa án chấp nhận bác đi tù thay cho cháu bác sẽ xin đi vì sao chàng thanh niên thương người như ông giang văn răng ở thương cô rét trong tiểu thuyết những người khốn khổ lại ra nông nỗi này xin hé lộ chuyện một người tù bắt đầu xảy ra từ trên sân cỏ có lẽ ở tuổi thanh niên thế hệ nào cũng vậy từ miền ngược đến miền xuôi từ nông thôn tới thành thị ai cũng có máu ham mê bóng đá không chỉ ham xem bóng đá trên truyền hình họ còn ham thích bóng đá trên sân cỏ ở trường học công sở nơi cư trú trai làng sơn hồng cũng vậy mê bóng đá có kém gì đông đảo mọi người trên hành tinh này đâu thành thử một sân bóng của địa phương được mọc lên không phải là một sân cỏ hiện đại được ghép bằng thảm cỏ nhân tạo được xây khán đài để cổ động viên cổ vũ nó là một sân cỏ bình dân mà thanh niên xóm này làng nọ tôi chơi bóng trong ngày nông nhàn khi chưa bước vào vụ cày vụ cấy mảnh đất hoang rộng khoảng hơn bảy xào trước đây dân thường hay dùng gieo mạ nhưng về sau dịch chuyển đất gieo mạ đi nơi khác dành khoảng đất rộng này cho thanh niên làm sân chơi bóng đá một mặt rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe dẻo dai mặt khác khơi dậy không khí vui tươi trong làng dù không thành sân bóng hai đầu chỉ cắm hai chiếc cọc tre mỗi lần giao hữu với làng này và xóm nọ mấy cậu thanh niên lại lắng sáng ôm lưới tới trăng lên, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dùng nước vôi trắng kẻ ngang, vạch dọc, hoàn thiện trước lúc bước vào cuộc đấu. Sau mỗi lần chơi, tấm lưới lại được gỡ ra, cất vào kho, còn bốn chiếc cọc tre cố định nằm phơi xương phơi nắng. Sân bóng làng vào mùa mưa vẫn sền sệt bùn đất, rong rêu, cỏ non lún phún mọc. Đơn giản có vậy, nhưng mỗi lần nghe loa truyền thanh xã thông báo, ngày mai có tổ chức cuộc giao hữu, thì cả xã Sơn Hồng từ đứa trẻ lên bảy đến ông già 80 tuổi lại háo hức đến sân bóng đá làng để cổ vũ. Đối với Nghinh, nếu nhắc đến chuyện tán tỉnh cô này cô nọ thì anh đỏ mặt, nhưng hãy nhắc tới bóng đá là anh chết mê chết mệt. Chả thế, một người trong làng đã mệnh danh cho anh là ăn bóng đá, ngủ bóng đá, bóng đá là trên hết trải qua ba năm liền lan lộn trên sân cỏ, Nghinh đã trải nghiệm đủ các chân trong mỗi trận đấu. Lúc anh ở vị trí tiền vệ, lúc ở hậu vệ, lúc anh lại làm thủ môn bắt bóng. Thế rồi Nghinh được nhóm thanh niên trong xóm đắc tín bầu anh làm đội trưởng đội bóng chi đoàn xóm Đông Hồng. Một hôm, Nghinh vừa đi làm về bỗng thấy tiệm đến nhà mình chơi. Tiệm hơn Nghinh một tuổi, ở xóm Tây Hồng, cách nhà Nghinh khoảng một cây số. Trái với đức tính thật thà nhân hậu của Nghinh, tịnh vốn bản chất lươn lẹo, có thể nói không thành có, nói có thành không. Chính y đã có lần theo nhóm lâm tặc vào rừng chặt trộm được cây re đẹp, xẻ ra được tấm phiến gỗ tươi dòng, tám phiến. Tiệm vạch thảo kế hoạch cho cả nhóm, hôm đó dùng xe trâu kéo gỗ ra bờ sông ngàn phố, phủ cát lại, chờ cơ hội thuận lợi một vài ngày tới bán cho khách. Ai ngờ từ hôm đó, hắn lại điện thoại cho nhóm buôn lậu gỗ từ Đức Trưởng lên, lén lút, giao cho bọn chúng cả tám phiến gỗ re khiêng ngay lên khoang thuyền máy, xé nước, đi tức tưởi trong đêm. Hôm sau hắn lại đều cáng dựng kịch bản, mời cả hội lâm tặc tập trung tới nhà hắn hội ý, thống nhất giá cả, vì hai người khách ở dưới Vinh mua đang sốt ruột đợi ở nhà hắn. Nhưng buổi tối ấy cả chủ và khách đều ngớ người, vì nơi giấu gỗ được cho là kín đáo nhất lại không cánh mà bay mọi người trong xóm đoán già đoán non và tỏ ra nghi ngờ tiệm kẻ vừa ăn cướp vừa la làng nghi là nghi như thế nhưng tìm đâu ra tang chứng nên tiệm vẫn cứ trễm trệ chế, vẫn tính lươn lẹo và ba hoa như thường lệ vốn tính tham lam lại ký bo buồn xỉn nên tiệm ít bạn chơi thân và thường bị mọi người xa lánh dần tuy vậy hắn vẫn có những nét trội là ham thích bóng đá và sút nhiều đường bóng khá chuẩn Chính vì thế hắn được bầu làm đội trưởng đội bóng đá chi đoàn xóm Tây Hồng. Tối nay, Tiệm đến nhà Ninh nhã ý mở đội bóng của Ninh tham gia đấu với đội bóng của mình. Ninh đồng ý ngay. Tiệm bảo, xưa nay đã thi đấu, đều có kẻ thắng người thua. Đấu xảo, đấu bốc hay đấu bóng đều phải tuân theo quy luật ấy. Người chiến thắng là người giành vinh quang, nên phải có giải thưởng. Tại các cuộc thi, ban tổ chức thường đứng ra lo chuyện này. Nhưng đội bóng xóm Tép Diêu Ni như chúng ta phải tự lo lấy. Ninh băn khoăn, theo cậu nên bày cho thưởng gì? Tiệm bạo miệng. Thưởng gì ư, ừ. mua can rượu trắng 10 lít và hai bộ lòng lợn luộc để về khao anh em. Nếu bên cậu thắng thì bên mình mua, nếu bên mình thắng thì bên cậu mua. Được chứ. Ninh sợ uống rượu say xỉn rồi to tiếng, ẩu đả nơi công cộng nên anh phản thùng. Mình không đồng ý với kiểu giải thưởng này, bởi rượu vốn là chất kích thích mạnh bao nhiêu vụ chửi bới đâm chém nhau vì rượu, bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra cũng vì rượu. Mình sợ mấy thằng thanh niên trong đội bóng uống rượu không có điểm dừng, tan cuộc, xảy ra những hậu quả tai hại. Tiệm đắn đo một lát rồi nói nhỏ, đủ để hai người nghe. Thế này nhá, ta chuyển sang thưởng hồng phiến cho đội bóng đi. Xài ít viên hồng phiến, cầu thủ ra sân càng bốc trong trận đấu. Ng nghe quá nghịch nghĩ, nổi đoá đổ ngu hơn bò. Cậu không biết hồng phiến là loại ma túy tổng hợp à? Cậu định phá tan nát gia đình họ à? Tôi nói thật cho cậu biết, dính đến hồng phiến và heroin, công an phát hiện được chỉ có tù mọt gông với bản chất giả hoạt, nên tiệm muốn có cơ vây nghinh để gieo cái chết trắng này. Đầu độc lớp thanh niên trên đất làng, thực chất tiệm còn khôn hơn cả cáo mọc sừng. Hai thằng chặt gỗ trộm bạn hắn đã bị mấy tên nghiện rủ dê, bị bọn chúng cho vào chồng, nhưng tiệm thì không. Tuy vậy hắn vẫn đang ấp ủ mộng tưởng buôn hồng phiến kiếm lời, vì hắn đã tìm ra manh mối kẻ cung cấp hàng độc đó. Không hiểu tiệm đã chuyển giao chót lọt cho ai được viên hồng phiến nào chưa, chứ hôm nay bị nghinh phỉ bán, hắn cảm thấy đau hơn cả sở dái ngựa. Tuy vậy, tiệm vẫn bình tĩnh, bày tiếp chiêu trò lạ. Hai cách thưởng trước mình đưa ra đều bị cậu phản đối. Bây giờ chỉ có cách duy nhất này nữa, không tốn tiền lại vui. Nếu cậu đồng ý làm, nếu không ta tạm dừng cuộc chơi. Cách gì? Cậu nói xem nào. Hôn đất, vẽ mèo. Bên nào thua đội trưởng đứng ra chịu trận hôn 30 cái liền trên sân cỏ. Sau khi hôn đủ mới được phép đứng dậy. Sau đó người ở trong đội thắng lấy nhọn nồi, vẽ hình con mèo lên mặt. Thấy tiệm bày ra trò này hơi ngổ ngáo nhưng không gây những tác hại nghiêm trọng như hai trò trước mà hắn đặt ra nên nghinh đồng ý. Đúng 2 giờ chiều, một ngày trung tuần tháng chạp trời nắng hanh gió hưu hiu mang theo cái rét cuối đông của miền sơn cước nước dòng sông ngàn phố như xanh thấm lại mây trên trời nổi xúc từng tảng giống như đàn cừu đã ăn no cỏ cứ này bà con xã sơn hồng đang rỗi rãi chân tay hay tin có cuộc đấu bóng giữa tri đoàn đông hồng với tri đoàn tây hồng họ rủ nhau kéo đến chặt sân bóng